không biết mấy bà sao chứ em khoảng tầm vài ba ngày á, là em lại thích ăn mì tôm nha cái loại nó đơn giản nó nhanh mà nó cứ bị ngon á hôm nay sẽ làm mì trọn thường á, là em cũng hay làm theo cách này ở nhà có gia vị gì thì mình sẽ bỏ vào một ít khoảng một mỗi thứ một ít và gia vị ở trong gói mì thì mình bỏ số lượng khoảng 1 phần ba hoặc là phân nửa tùy theo cái số lượng mì mà mình chọn á. ở đây là em chọn hai gói luôn cho nên là gia vị em sẽ cho phân nửa bây giờ mình khử hành và mình bỏ cái nước sốt này vào để mình thêm một ít nước vào mình nấu nó sền sệt lại này mọi người thêm tương ớt và ớt vào tùy theo độ cay nha nhưng mà theo em á, thì ăn mì trọn á thì cho nó cay cay the the thì ăn nó mới đã mọi người ơi không thể nào thiếu trứng ốp la với lại xúc xích được nếu như mà có bò bò thịt bò thì mọi người xào tái sơ qua trọn chung vào thì cũng ok la rau thì mình sẽ sắc đoạn 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 như này để mình chọn cho nó dễ để cộng rau to là rất là khó trộn luôn nha mọi người quá nhanh luôn á nói chung về ăn mì tôm á là làm trong vòng mấy phút là xong rồi ở nhà có gì á mình quằn 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 nó cũng ra một tô mì mà nó ngon nữa mọi người ơi nhớ cái thời sinh viên á thường á là tụ tập với nhau về khuya á, để làm gói mì ra để ngồi hấp xùm sụp rồi nói chuyện cười rơm rã hết nhớ kinh luôn á mọi người thời gian đúng là trôi nhanh nói vậy chứ mỗi ngày á mình quằn quằn á mình nhìn lại tự nhiên thấy mình già cho mất Bởi vậy nó là một hung thủ Ăn mòn mình mỗi ngày luôn Nói thì hơi quá Nhưng mà thật sự Mời mọi người nha Trời ơi nhìn quá ngon luôn nha mọi người Nói chung là cái tô mì của em ở đây nó cực kỳ cay luôn nha Em thêm sa tế với lại ớt sắc vào nữa Mà nó cay kinh khủng Với lại hồi nãy mình có tiêu á Cỡ này á mà ai mà đói bụng á Thì cái tô mì của em khoảng tầm 3 đũa là xong chứ nhiêu Thêm một cái ly trà sữa nữa Để cho chữ phờ e của mấy chị kéo dài nha Chúc mọi người ngon miệng